Phát
tâm thành quy. Mong gọi ai tỉnh giấc, hãy quay về nơi đây, thấy nguồn vui chánh pháp, phát tâm thành quy. Em Di Đà và cảm ơn những lẵng hoa tươi thắm của các em gia đình Phật tử chùa Khánh Lâm dâng lên cúng dường lễ hội hoa đăng viếng Đức Từ Phụ Di Đà tối đêm nay. Tiếp theo